Thưa quý vị và các bạn, triển lãm Mercedes-Benz năm nay không chỉ thu hút được báo giới và truyền thông trong nước mà còn nhận được sự quan tâm rất nhiều từ phía người chơi xe. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vị khách xem họ cảm nhận và suy nghĩ như thế nào về triển lãm năm nay. Tôi rất ấn tượng về cái cách tổ chức tạo được cái ấn tượng mạnh và thu hút sự quan tâm của toàn bộ những người có mặt. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm đến một vị khách tiếp theo. Chị là Đinh Thị My, chị đang công tác tại công ty Vicky Đinh Quốc tế, liên danh với Hàn Quốc về mặt kính áp tròng. Triển lãm năm nay thì chị thấy rằng là rất là phong phú và đa dạng, rất là nhiều loại xe và các loại xe rất là đẹp. Và trong tất cả các mẫu xe ở đây thì chị ấn tượng về chiếc xe nào nhất ạ? Chị thấy là những cái phiên bản mới thì chị thấy ấn tượng với GLC bởi vì là phân khúc SU rất là chị thấy là cũng phù hợp với chị. Thế nhưng mà nếu mà phù hợp với nữ thì chị cũng thấy là cái xe chị đang đứng đây. Thì chị cũng thấy là cũng thích. Thế chị còn đang phân vân lựa chọn giữa hai xe. Chị sẽ định bao giờ thì rước chiếc này về nhà? Chắc là thời gian gần đây thôi.